Theo người dân nuôi cá lồng tại hai xã Tề Lễ và Quang Húc của huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, hiện nay cá nuôi tại các lồng ở đây đang bị chết. Người dân ở đây cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do việc khai thác cát sỏi tại dòng sông Bứa. Có mặt tại khu vực nuôi cá lồng trên sông Bứa thuộc địa phận hai xã Tề Lễ và Quang Húc của huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, phóng viên báo Lao động và Xã hội, báo Dân sinh.vn ghi nhận được hiện tượng cá chết nổi trắng các lồng nuôi cá ở đây. Cá chết chủ yếu là loại cá lăng có khối lượng trung bình từ 2 đến 5 cân, chuẩn bị đến kỳ thu hoạch. Quan sát mặt nước cho thấy nước có màu vẩn đục, mặt nước khu vực có màng, được cho là dầu máy do máy khai thác cát sỏi ở đây gây ra. Bà Phạm Thị Kính, chủ một khu nuôi cá lồng tại khu 6, xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cho biết, gia đình bà có 10 lồng cá, mỗi ngày mỗi một lồng cá chết có thể lên tới hàng chục con. Nguyên nhân được bà Kính cho rằng việc khai thác cát đã gây lên tình trạng này. Theo bà Kính thì nguồn nước ở đây cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bây giờ chú về để bán đi, không có thì vỡ nợ mất thôi. Cá nhà cô là chết, cá lăng này là chết nhiều, ngày nào mỗi lồng chết hàng chục con. Mà nhà cô đây là 10 lồng, cô thấy nó suy sút nhiều quá rồi. Cô nghe là trên này người ta làm cát ác quá. Thì hàng ngày chỉ có được một ngày trong, nó còn 5-7 ngày đục. Thì là sẽ ô nhiễm nước đến thì là chết cá nhà cô. Đồng quan điểm với bà Kính, một hộ nuôi cá lồng tại xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cũng cho rằng nguyên nhân cá chết ở đây là do khai thác cát, sỏi của công ty Trung Thành ở khu vực gần đó. Các lồng nuôi cá gần khu vực khai thác cát của công ty Trung Thành, cá chậm lớn và chết nhiều hơn ở những khu vực cách xa điểm khai thác cát. Xác thực điều đó, phóng viên đã có mặt tại khu vực khai thác cát sỏi của công ty Trung Thành và ghi nhận được hàng chục tàu khai thác cát, sỏi đang trực chờ cắm vòi xuống lòng sông để khai thác cát. Trên bờ, một núi cát vẫn đang tiếp tục được bồi đắp bởi vòi hút cát. Cách đó không xa, các tàu quốc đang ra sức móc ruột dòng sông, khiến cho nước quanh khu vực này ngả sang màu vàng. Để rộng đường dư luận, nhóm phóng viên báo Lao động và Xã hội, báo Dân sinh.vn đã có buổi làm việc với ông Phan Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ về vấn đề nêu trên. Ông Ngọc cho biết, cá chết nhiều là do gia đình không biết cách và vị Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông cũng bác bỏ ý kiến nguyên nhân cá chết là do việc khai thác cát của công ty Trung Thành. Nhưng ngay sau đó, ông Phan Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông lại nói, nguyên nhân cá chết chúng tôi chưa thể biết được, cái này phải do cơ quan chuyên môn. Và Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông cũng chưa được báo cáo về việc cá chết tại hai xã Tề Lễ và Quang Húc. Chết nhiều là hôm đó trước là lý do là cái gia đình người ta không biết cách. Nếu như cái khai thác cát của cái Trung Thành kia mà nó ảnh hưởng nhá, thì đương nhiên là nó bị chết thường xuyên. Đó. Đấy, nhưng mà nó lại không phải là như thế, mà nó mới đây nó bị thôi. Là tôi chưa thể biết được là nguyên nhân chúng tôi không thể biết được, và cái này phải do cơ quan chuyên môn. Cái việc cá chết trung bình mỗi lồng 10 con một ngày thì bên Ủy ban Nhân dân huyện mình chưa được báo cáo, đúng không? Vâng. Đấy thì hiện nay là tôi cũng vừa điện cho anh chủ tịch xã, thì anh nói rằng là hiện nay là để theo dõi, sau đó thì sẽ báo cáo ủy huyện. Vậy tại sao vị Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông lại bác bỏ ý kiến nguyên nhân cá chết là do việc khai thác cát của công ty Trung Thành? Đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ sớm vào cuộc làm rõ vấn đề nêu trên. Báo Lao động và Xã hội, báo Dân sinh.vn sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.